Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Cầu thủ nào sở hữu bộ sưu tập giày sneaker độc đáo? Neymar, Mesut Ozil hay Paul Pogba đều là những cầu thủ sở hữu bộ sưu tập giày sneaker độc đáo trong tủ đồ. Ngoài tài năng trên sân bóng, cầu thủ của tuyển Đức, Pháp hay Brazil đều là những tín đồ thời trang sành điệu với bộ sưu tập độc đáo đến từ các thương hiệu chuyên sản xuất giày sneaker. Cùng chúng tôi tìm hiểu cầu thủ nào sở hữu bộ sưu tập giày sneaker độc đáo nhất nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Neymar hiện là tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil. Anh bắt đầu đảm nhiệm vị trí của thủ quân đội tuyển vào năm 21 tuổi. Anh từng được nhiều tạp chí thể thao so sánh với cựu tiền đạo Pelé của Brazil. Ngoài những hình ảnh đẹp trên sân bóng, Neymar còn gây ấn tượng với giới mộ điệu bằng bộ sưu tập trang phục hàng hiệu đắt tiền đến từ các nhà mốt danh giá trên thế giới. Tom Blake đã có lần mời Neymar tham gia chương trình sneaker shopping tại nhà bán lẻ nổi tiếng Fight Club thuộc thành phố Los Angeles nhằm mục đích chia sẻ sở thích, đam mê cũng như là hiểu biết của mình về giày. Được biết, Neymar cũng là một trong những đại sứ thương hiệu hàng đầu của Nike. Vì thế, dường như Neymar cũng phần nào thẳng tay gom hết những đôi giày high nhất hiện giờ. Ngoài ra, anh cũng cho hay rằng anh là một fan trung thành của Michael Jordan. Kết thúc buổi trò chuyện, Neymar múc thẳng tay cho mình tổng cộng là 15 đôi giày, bao gồm cả đôi siêu high như Air Jordan 4, Amaz Supreme, Air Jordan 1 Pinnacle, Nike Air ZZ 2, Nike Air ZZ 2, Nike Air và Bomas, Nike Hyper Dab 1.0 và cả Nike Libra 9, Wonder Strong. Kết thúc chương trình, hóa đơn thanh toán lên tới con số là 18.000 đô, tương đương với 398 triệu Việt Nam đồng, một con số khổng lồ cũng là kỷ lục cho một lần mua sắm của Neymar. Không chỉ vậy, anh chàng còn thể hiện đam mê của mình bằng cách hợp tác với những thương hiệu đình đám trên thế giới. Nếu là fan của tiểu Pelé và hay quan sát Instagram của anh, chắc hẳn thì bạn vẫn còn nhớ cách đây khoảng vài tháng trên trang cá nhân của mình. Neymar đã đăng tải một bức hình đang dạo phố trên một đôi Nike Shox được phối màu cực kỳ độc. Thông qua bài viết trên Instagram, Neymar đã hé lộ về một sự hợp tác giữa anh và Nike để ra mắt một dòng giày riêng được thiết kế mang tên anh. Đôi giày đó được chính thức có tên là Nike Shox R4 Neymar. Vào những năm 2000, Nike giới thiệu mẫu giày Shox với bộ đệm lò xo khá độc ở đế. Khi đó, cậu bé Neymar đã rất muốn được sở hữu đôi giày này. Chúng giống như một chiếc giày của tương lai, Neymar nhớ lại. Gần 20 năm sau, cậu đã có hẳn hai mẫu giày được thiết kế với tên và logo của riêng mình. Không chỉ là niềm đam mê, anh còn tôn thờ dòng giày thể thao và hình ảnh đội chiếc giày trên trán được cộng đồng sneaker thế giới vô cùng thích thú. Mesut Ozil là một cầu thủ bóng đá người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí tiền vệ tấn công. Tiền vệ làm banh tài hoa người Đức vừa được biết đến như là ông chủ của những đường truyền như dọn cỏ cho đồng đội ghi bàn, vừa là chủ nhân của một bộ sưu tập giày khủng ngoài sân cỏ. Trong một video của Hibis, anh đã giới thiệu tòa nhà của mình ở London. Thước phim ghi lại hình ảnh tủ giày lớn của cầu thủ Đức bao gồm các đầu giày đẳng cấp nhất thế giới. Dễ dàng nhận ra những đôi giày trong bộ sưu tập của Ozil hầu hết là của Adidas. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngôi sao người Đức đang là đại diện hình ảnh thương hiệu đình đám này. Đặc biệt trong số đó phải kể đến những phiên bản ZZ, Ultra Boost đều là phiên bản giới hạn số lượng rất hiếm nhưng anh đều có. Đôi khi, Mesut Ozil cũng bảnh trệ với những đôi giày gam màu nổi bật tạo điểm nhấn cho tổng thể outfit khiến anh trở nên phong lưu hơn trong mắt các fan girl. Christian Pulisic là một cái tên đáng gờm khi nói về cuộc chơi sneaker trong giới cầu thủ. Thường xuyên bắt gặp, đang ngồi xẻ bóng rổ NBA ở sân với những phiên bản giày đình đám trên chân. Cầu thủ trẻ 19 tuổi sở hữu từ Nike Air Force 1S giới hạn đến Van Osco. Ngoài ra, Pulisic cũng là một trong những cầu thủ đầu tiên mang đôi Virtual Aflo Nike Mercurial Vapor 360 thi đấu bóng đá trên sân. Không chỉ thỏa sức đam mê sưu tập giày, Pulisic còn nổi hứng sáng tạo với chúng. Do lớn lên ở Hershey, Pennsylvania, siêu sao số 1 hiện nay của đội tuyển Mỹ không quá xa lạ với công ty kẹo Hershey. Bất ngờ hơn, anh đã cùng Hershey cho ra đời một đôi giày cực kỳ độc đáo. Sản phẩm mới này có tên là Re-Arranged, nên chúng ta có thể thấy rõ dòng chữ Ray ngay mũi giày và một lượng sô-cô-la đang chảy xuống thân giày. Nhìn rất là bắt mắt. Đằng sau đôi giày này, chúng ta có thể thấy chữ CB10, không phải là Công Phượng 10 đâu nhé. Ở đây, tượng trưng cho Christian Pulisic 10.
Đôi giày này được tạo bởi nhà thiết kế giày nổi tiếng Dosu Shichin. Anh luôn tái tạo những đôi giày hay nhất với chất liệu cực kỳ chất lượng. Có thể nói, anh là nhà thiết kế giày nổi tiếng nhất trong thế giới sneakerhead. Vì là nhân vật đại diện nên Pulisic sẽ là cầu thủ duy nhất sở hữu đôi giày này. Paul Pogba. Anh là một trong những tiền vệ da màu của đội tuyển Pháp. Ngoài lối đá tốt trên sân cỏ, vụ ăn mặc của Paul Pogba cũng được đánh giá cao và những xét độ đậm chất thể thao nam tính. Ngoài khoảng liên tục thay đổi kiểu tóc, tiền vệ của MU còn rất thích diện những bộ đồ hầm hố mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cùng với phụ kiện như kính, mũ, giày. Quả thực, Pogba luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện ở đâu đó. Đó chính là lý do mà giày sneaker luôn là phụ kiện không thể thiếu trong những bức hình street style của anh. Tiền vệ Pháp thường xuyên cập nhật những hình ảnh về các dòng giày mới nhất trên Instagram, khiến những thiết kế này trở thành cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ. Ngoài ra, anh còn là đại sứ cho thương hiệu Adidas, cũng như là nhận được cơ hội diện những mẫu sneaker phiên bản giới hạn của nhãn hiệu này. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, siêu thần đồng bóng đá người Pháp sinh năm 1998. Về chuyên môn, tiền đạo hiện đang có hợp đồng quảng cáo và là đại sứ thương hiệu với Nike này, đang nắm giữ nhiều kỷ lục bóng đá mà chưa cầu thủ nào ở độ tuổi của anh có thể làm được. Phong cách ăn mặc đậm chất thể thao của Mbappe cũng được những người hâm mộ trẻ tuổi đặc biệt quan tâm. Với hợp đồng cùng Nike, Mbappe không ít lần được bắt gặp với những bộ outfit cùng giày sneaker rất khỏe khoắn, năng động, mang thương hiệu của Swag. Trên trang Instagram cá nhân, hơn 35 triệu người theo dõi. Thần đồng này cũng rất chịu khó đăng tải hình ảnh của mình. Anh hay đăng tải bộ sưu tập giày sneaker phiên bản giới hạn cùng sự ngưỡng mộ từ giới mộ điệu thế giới. Sau thành công vang dội tại World Cup năm 2018 tại Nga, chàng cầu thủ 19 tuổi của đội tuyển quốc gia Pháp đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ khắp thế giới. Và để tán dương Mbappe, sneaker customer người Pháp Julien Bay đã cùng với một nghệ nhân đóng hộp là Mathias Brunon làm nên một món quà đặc biệt. Hai đôi sneaker của Mbappe nhận được mang ý nghĩa thật đặc biệt. Đôi đầu tiên là bản tái sinh của đôi Nike Air Max Blood ra đời vào năm 1998 cùng năm sinh với Mbappe. Đôi thứ hai là phiên bản Air Max 270 được ra mắt mới đây nhằm thể hiện sự phát triển trong suốt 20 năm qua của tài năng trẻ này. Cả hai phiên bản Nike Air Max Blood và Air Max 270 mang trên mình màu sắc đỏ, trắng và xanh tượng trưng cho màu cờ của Pháp. Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua phần ngôi sao màu vàng đồng tượng trưng cho hai chức vô địch vào năm 98 và năm 2018. Cả hai đôi giày này sẽ được nằm trong một chiếc hộp kép Hermes đẹp mắt, phù hợp với những gì mà Kylian Mbappe đã đạt được. Sergio Ramos. Rất ít người hâm mộ có thể biết được trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha là một tay chơi giày thứ thiệt. Không chỉ có trên người những hình xăm ấn tượng, thủ quân Real Madrid Sergio Ramos còn khiến tất cả phải ngưỡng mộ với cách phối quần áo rất thời trang. Vài năm gần đây, Sergio Ramos còn luôn xuất hiện với những trang phục khỏe khoắn cùng những mẫu giày sneaker đình đám. Ngoài ra, vài thiết kế còn rất đắt đỏ và được xem như là phiên bản giới hạn trên thế giới, như đôi Air Jordan 1S hay Off-White, Nike Air và Bomad. Mỗi lần Ramos xuất hiện trên Instagram, người ta lại thấy thủ quân Real đi một mẫu giày giới hạn vô cùng đắt đỏ. Có lần, anh khiến fan của mình ngã ngửa khi xuất hiện cùng phong cách đơn giản với áo phông và quần ngắn với một đôi sneaker trắng. Thế nhưng, điểm nhấn đáng chú ý lại là đôi tất có in hình trái cây. Đam mê giày là vậy thế, nhưng cũng có lúc chính món phụ kiện này lại quay sang hại Sergio Ramos. Chuyện là vào tháng 8 năm 2016, Sergio Ramos giận dỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng với hãng Nike vì muốn con số nhiều hơn trong giá trị hợp đồng. Trong khi hãng thời trang thể thao Mỹ lưỡng lự, bất mãn, Ramos ngừng hợp tác và đi giày Adidas như động thái khiêu khích Nike. Tuy nhiên, Ramos đã không để ý đến những chi tiết ràng buộc trong hợp đồng, phải tới khi chấm dứt hoàn toàn giao kèo, tức là tháng 2 năm 2017, Ramos mới được đi giày có logo của hãng khác. Trong thời gian chờ đợi, Ramos buộc phải sơn đen toàn bộ những đôi giày anh sử dụng trong tập luyện và thi đấu. Ngôi sao của Real Madrid rõ ràng không thoải mái với tình cảnh đó chút nào. Trong khi các đồng đội, đồng nghiệp được diện giày đủ loại và đủ màu sắc, thì anh phải trung thành với đôi giày màu tối trên sân. Tuy nhiên, hợp đồng kinh tế luôn đi kèm với những ràng buộc mà Ramos biết rằng nếu không làm vậy, anh khó tránh khỏi những rắc rối. Tức chí, Ramos thúc đẩy người đại diện đẩy nhanh việc thương thảo hợp đồng với các hãng tài trợ khác Adidas, Puma, Choma, New Balance và Under Armour đều được cho là có sự liên hệ với ngôi sao Real. Trước nguy cơ chứng kiến Ramos đầu quân cho đối thủ, đặc biệt là Adidas, Nike đã thay đổi thái độ. Hãng này đã cử đại diện đến gặp Ramos để tái khởi động quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng. Ramos vẫn khăng khăng đòi mức đãi ngộ là 2 triệu euro trên một mùa. Trước sự cứng rắn bên phía Ramos, Nike cuối cùng cũng đã chấp nhận và đội trưởng Real lại thỏa sức khoe cá tính với những mẫu giày thi đấu đầy màu sắc trên sân cỏ.
vừa rồi chính là loạt những ngôi sao sân cỏ sở hữu kho giày khủng nhất thế giới. Theo bạn, cầu thủ nào sở hữu bộ sưu tập giày sneaker độc đáo nhất? Nếu bạn biết một danh thủ nào khác cũng có niềm đam mê bất diệt với sneaker, hãy cho chúng mình biết với nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!